ดีใช่ไหมน้อยเนาะไม่เหนื่อยแค่เนี่ยเราที่อังอุ้งนึกตัวยิ่งอยู่นะเราตอนนี้ตั้งช้อยตั้งช้อยอยู่แบบซื้อให้ได้ซื้อให้หนักนะซื้อหนักมันใช้กันนั่นก็คือจริงครับผมเนาะก็จริงครับผมได้นั่นเองไปชิมดองไปชิมดองยาชิมบ้าบ้าไงชิมบ้าบ้าชิมบ้าบ้าครับอยากไม่ชิมบ้าบ้าแล้วไงหลงแค่โอ้ในวันหลงจริงเจ้าเจ้าเจ้าอืมนี่ก็ไปกุมชิมชิมกุมชิมชิมกุมในกุมจริงกุมชาคุ้มดองกุมทึกเลยมั้ยกุมทึกกุมทึกเลยไงกุมทึกก็กุมชิมชิมก็ที่ห้องก็ที่บักเถิงให้ไปห้องไงก็ได้มีท้องไปที่ห้องก็โจ้หนึ่งก็มีไม่ได้ไม่ได้ทำร้อนอะไรเลยดีๆนะแต่ไม่ได้คุณป้าเอาไว้ชิมดองเพชรดำชักก็ดำนี่นะในตอนนี้ก็เอ็นไทยในทองช้ำนะทองช้ำยายยายนี่ยายชาวนี่ยายชาวนี่ทองช้ำทองช้ำทองช้ำทองช้ำตอนนี้ก็พี่จีนตอนนี้ตั้งมาเหมือนมันถ่ายด่าอยู่ตอนนี้ก็แบบของเออของต่างๆถ่ายด่าอยู่นี่ยี่แบบอยู่นั่นทำไมได้ทำไมไอ้เหนียวเอ้ยไอ้เหนียวเอ็มเห็นเมื่อกี้ป่ะที่ชื่อนั่นชื่อชื่อไหมไม่รู้ชื่อชื่อผู้ตรงอยู่ในเลยด้านลึกลึกมีห้างระดับมีห้างมีเช่าโบระดับฮะมาหาคนนั้นđâu thuê nhiều khách ở biết là T, T là thoracic, còn D là đầu sàn, là ngực, hay là lưng. Thấp ở dưới này là gì? Đập là đầu sàn. Thấp lưng. Hay là em là, hay là lưng bè, nghe không? Giờ đó mình thấy chỗ này. Chỗ này là D12, chỗ này L1, L2, chỗ này có vấn đề gì không? Nhìn thoáng qua một cái chân này đó mình cũng ước chừng, ha.Đó, đó, ông đại rồi A B C D E học rồi cách cách đọc A B C D E nhất là qua vì đầu tiên là đọc qua gì A là gì B không học là cái này là giảng rồiviết thêm A B C D là theo vấn đề hồi sức còn vấn đề đang chẳng nói một cái phim đọc một cái phim A là A theo quay cũng được khí đường chẳng khí khí ở phía trong đây đen B bom xương xương đầu xương sườn xương ức xương trọng xương đùi gì đó xương C cặp gì á cặp gì á tình phóng tình Dđi à phải điều hành anh external ngoài những vấn đề đó không những vấn đề gì có thể học được cấp tiếp tục được từng tháp đi năm mươi phải làm cho nên làm bóng tiền nó to hai không bệnh nhân mới có thể làm được đã là bóng tiền không xây không bền rồi chưa biết được nhưng mà thường thường như thế đâu phải bệnh nhân không bền rồi tiếp tục gì nữa chưa không nữa CT đập nước làđó như vậy cái này sạc lùm của chi đa chấn thương đây các em thấy một thấy nha cái này là gì rất nặng nề rất dữ dội nha cái này là xuất huyết quanh dưới nhện này hai xuất huyết quanh dưới nhện là bể mà cái này bể quanh cầu thường mà nó phải đen như đây đấy vì trong ấy có dịch não tủy nhưng mà đây trắng này các em thấy không?Cái này cống xuyên dưới này là đang một con nước này nhưng mà chỗ này máu lan tràn ra hết chung quanh này máu lan tràn hết vị trí này bể cây nhiên đây này rãnh sinh viên bắt đầu rõ này ra cái ly bắt đầu rõ ràng này nghe chỗ này là không có nhưng mà cái này nặng nghe ngón cái xương nó là rất nặng này tại các em thấy này thấy nha tăng đậm độ nghe đậm độ hơn siêu của nó đây này xuất huyết vào trong những cái rãnh não nàytừ dưới đai não mình lên đây mà có hết dính hết như là xuất huyết rất nặng nề đây tăng cái nhiệt như này
nhiều biết cho chứ à, có thể một cái trang thương nhưng mà chỗ này các em thấy cái gì tôi thường đi bên bên đấy mua mày lúc đó mua mày cái vùng chậm như nè à, hay là vùng hố sau nè à, là sưng nề một cái bên một bên phải dữ dội nặng nó còn thấy cái khi mình chưa biết bệnh nhân như thế nào chưa khám ra sao nhưng mà cái này bắt đầu nên chụp thế nào mới cái này do đó cái này là nặng mà do gì ảnh hưởng có thể một cái đột quỵ nằm tái xuống cũng có thể sưng như đây không ai biết được vì có cái sức huyết bao nhiêu nhẹ có thể dừng dọn rồi tiếp tục nhìn thấy rồi cái chỗ này thì không quan trọng chỗ này là cái gì bệnh nhân liên đây là chỗ nó là vị trí gì đỉnh của xương đá nghe đỉnh của xương đá đang chạy từ đây đến đây nghe đây này bạn nhìn thấy xương đá này thấy nha như vậy bên đi mình cắt nghiêng rồi nghiêng mà bên đi mình thấy chân của xương đá bên đi mình thấy cái mốt cái chốt của nó thôi cái đỉnh xương đá giờ đó mình thấy được cái nhô nhô rồi này cái biết cho này giờ đó cái này chụp ở đây thì căng ha nhưng mà ở đây căng cũng không căng nhưng mà đây mình thấy sao là ở đây cũng nghiêng nhưng mà thấy được xương đá là đây đây đỉnh xương đá cái tay nha đây ống tay là chỗ này là gì đây đây bên tay đúng rồi tay lỗ tay nè ống tay là nằm trong đây nè có nhà gần chỗ này rồi chứ em mới biết mà có thể là em mới biết học rồi không biết không rồi chỗ này á là ngoài đây là cái lỗ tai này ra chứ ngoài đây bàn tay ở đây này chỗ này phía trong của nó là có dây chân số 7 và dây chân số 8 ống tay trong à, bên này mình thấy vì họ cắt nghiêng thôi chứ không có chuyện phát hành ống tay trong à, cầu não đây à, nó chạy như dây chân lẫn thành cầu nó sẽ chạy ra chạy ra à, dây chân số 7 và dây chân số 8 nếu mà tổn thương ở đây có thể điếc lên rồi gì nữa nhanh biết cái này có thể do chấn thương mình nghi ngờ đấy hoặc là một cái đột quỵ là do một cái vật đó một cái bình hay là cái gì đó cũng có thể gây ra này rồi tiếp tục nhanh lên à, cái này có gì không là cũng là chụp CT nha để đánh giá à, nhưng mà cổ có gì không cổ mình chú ý C2 cái này thẳng thớn này cung trước này à, tức là mình nhìn C1 là cung trước cung sau này C3 C4 C5 thẳng thớn này nè chú ý sống làm nó đây mình đặt như thế này có gì đặc biệt không à, có em thấm chảy thì có thể đồng hay mình nhìn chảy mình có thể thấy à, đây tái tạo mình nặng thế ngoài cái này là gì nó đưa đưa xuống ở cái thấp đây là cái này có gì không nó là đây đấy các em thấy không nhìn vô là thấy liền này cái tầm gì đấy do đó chụp hình là hết từ trên xuống dưới là không được đôi khi mình định thu nhưng mà các em phải chụp một cái phim X quang thường này mới hay hơn là những cái phim này à, hồi nãy đọc một cái phim hỏi mà mình cũng nghi ngờ cho nó rồi mà chờ X quang thường nào có không X quang thường có chờ quang cuộc sống hay không cái đó là theo quan trọng các em về các tuyến như vậy cái này mình thiếu cái X quang thường là cái phim xong X quang thường rất quan trọng không có thế thôi vâng không có bộ hình như vậy thiếu con đường là thiếu nha rồi các em sẽ coi thì nha nha ở phần một rồi đưa CT lên lại đi nhanh rồi cuộc sống đi là ngực thắt lưng nha mở đầu tiên thắt lưng đây giờ đó các em đếm nè từ nè mấy 5 4 3 2 bây giờ hồi nãy mình nghi ngờ 2 mà trên con 2 như vậy cứ
này nó đẩy ra sao, cái này đẩy ra trước, giờ làm cái ống tủy chỗ này nát hết chỗ này thôi, chỗ này chắc chắn là nát, bệnh nhân chưa biết như thế nào nhưng mà rất nặng, bệnh nhân liền. Mà cái này là coi như ba cột của Dennis đọc chưa học ba cột Dennis thì rõ rồi, thì cái này ba cột đều to hơn, do đó cái này là nguyên tắc là cái gì, chưa biết bệnh nhân như thế nào nhưng nguyên tắc mình phải làm gì, phải mổ, phải mổ, tức là mổ là làm thế nào, tức là không vững cuộc sống, thứ hai là có chèn ép này, chèn ép tủy này, do đó mình phải giải phóng cái sau này nắng chỉnh lại. Cố định ghép xương, đó là những cái nguyên tắc cơ bản những bệnh nhân như thế này bắt buộc mổ. Rồi như vậy em vỡ này, vỡ thân của gãy trượt ha, gãy trượt em là mấy, em là một là hai, năm bốn ba hai, em là một là hai, gãy trượt cái này vỡ cho này rất nặng này, rất nặng này nặng người đang thở cho này rồi. Rồi các em hỏi gì, có này cũng có thể có ảnh hưởng nữa. Hoặc là một cái khối hóa cũ nè. Đây, anh thấy không? Phải tạo này, cái này đẩy ra sao này, thẳng trục mà cái này, đây nè, ha. Cái móng rất nặng nè. Rồi thì cái cắt ngon, hai bay như thế này là. Rồi, bao giờ mình thấy cái hình ảnh như thế. Đây, mình vỡ này, vỡ thành, ha. Thì cái trước sau mình không thấy nữa, cũng lại, giờ qua, phải qua trái, nhưng mà lại trước sau thì còn máy tin được. Hai mình cắt ngang thành rồi cái này đây các em thấy vỡ nát hết này nha, vỡ nát hết ống sống nào gọn gì nữa nè, ở dưới này được này, cái chân cung này nó đây này, ống tủy này, thân cột sống này, thân cột sống khối thép này, khối thép này, nhưng mà qua đây vỡ nó không cột trước cột giữa cột sau cung sau cũng con cái chân cung này còn chân cung nát hết vỡ rất nặng này ha. Thấy không? Còn gì nữa không? Còn nữa? Còn cái này là cậu à, cái này là cái bệnh lý bình thường do những cái huyết hỏng của cái xương đốt sống hoặc là có những cái vôi hóa ở phía đây. Những cái này là cái bệnh lý thô hóa cũ không liên quan gì với cái chân thương này hay nha. Rồi chân thương là phải rồi ta. Ép lên gì? Đoán đi nhé. Trên này có chữ H không? Đây. Này là gì? Chữ gì nè? Nè. Ép lên gì? Ép lên gì nè? Ủa, đúng rồi. Đầu tiên ép lên đây. H là gì? H. Đó. Đây. Anterior, posterior, C, A, P, A, P, H, S, F, nào, thế nè, nhưng còn một nữa không? Thôi, nãy chưa học nhiều rồi, nghỉ thôi.